Quý vị và các bạn thân mến, Khám phá Huế kỳ này sẽ tiếp tục hành trình tìm về lăng mộ chính Chúa Nguyễn. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá di tích lăng Trường Mẫu cùng phóng viên Minh Hiếu. Thưa quý vị, là chúa Nguyễn thứ 5 trong lịch sử, chúa Nguyễn Phúc Thái là người đã tuyên chỉ định dời đô từ phủ Kim Long về làng Phước Xuân. Và từ đó về sau, nơi đây trở thành kinh đô của nước Việt giữa triều đại nhà Nguyễn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá và tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của chúa Nguyễn Phúc Thái và nơi an nghỉ cuối cùng của ngài tại xã Đình Môn, núi Kim Ngọc, thị xã Hương Trà. Chúa Nguyễn Phúc Thái là người nổi ngôi chúa hiền Nguyễn Phúc Tần. Lên kể vị, ông cho thi hành chính sách nhân nghĩa, giảm sưu thuế cho dân, khuyến khích các ngành nghề phát triển, đem đến cho người dân một cuộc sống dễ dàng hơn. Với những người có tội, chúa ra lệnh phải xem xét thật kỹ lưỡng để đền tội cho đúng. Nếu xét thấy có thể khoan thứ thì sẽ tạo điều kiện để tù nhân bớt khổ. Chúa Nguyễn Phúc Thái là người tận tình khoan hòa, khiêm cung, luôn tôn trọng người hiền tài nên được toàn dân mến mộ, xưng tụng là Nghĩa Vương, tức Chúa Nghĩa. Trong đời chúa Nguyễn Phúc Thái trị vì, việc quan trọng và có ý nghĩa nhất là việc dời đô về Phủ Xuân. Tháng 7 năm Đinh Mão 1687, thầy phủ chúa ở Kim Long đã chật. Sau khi hỏi ý kiến quân thần và khảo sát, chúa quyết định dời phủ về vùng Phủ Xuân. Tại đây, chúa cho xây dựng lại cung điện, đền đài, thành quách, kiên cố và tráng lệ hơn. Phía nam lấy Bằng Sơn, tức núi Ngư Bình làm bình phong, tạo cho phủ chúa địa thế uy nghiêm, vượng khí cho một chốn đế đô. Chúa cho gọi phủ mới là Chỉnh Dân. Mùa xuân năm Tân Mùi 1691, chúa Nghĩa băng hà, thọ 43 tuổi. Mồ táng nằm ở núi Kim Ngọc, phía tả ngang dòng Tả Trạch, cách bờ sông chừng 1,5 km, trên một quả đồi cao, xoay mặt về hướng Bắc. Trước mặt lăng có hồ rồng. Tên lăng là Trường Mẫu, xưng hiệu là Anh Tôn Hiệu Nghĩa Hoàng Đế. Ngôi lăng mộ nằm hiền hòa, bao quanh là vườn cây bổ mùa xanh tốt, đem đến cho nơi yên nghỉ cuối cùng của Nghĩa Vương một khung cảnh bình yên, hiền hòa, như chỉnh cuộc đời đầy nghĩa tình của ngài với quân và dân một thời.